Chào tất cả các bạn. Đã một tuần rồi chúng ta mới lại gặp nhau trong cái chương trình học viết các cái bộ thủ chữ Hán. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bộ thủ đó là bộ miên. Bộ miên tức là cái mái nhà. Và bây giờ các bạn sẽ viết cùng với mình bộ miên nhé. Thứ nhất, bạn sẽ viết chấm này. Sau bạn viết như một cái vector thì cái bộ này ta gọi là bộ miên, tức là cái mái nhà. Cái bộ miên này thì có nghĩa là che đậy một cái gì đó, hoặc nó là cái, nếu là danh từ thì nó sẽ là cái mái nhà. Và các cái chữ có thể đi liên quan đến nó. Ta bắt đầu bằng cái chữ như này. Đầu tiên ta có bộ miên. Ở dưới bạn có bộ nữ, có chữ này là chữ an. An này tức là an lành hoặc an bình. Thì ở trên này bạn có vẫn có bộ miên đúng không nào? Là ở dưới bạn có bộ diện, bộ nữ. Đầu hai tay hai chân, đây là người phụ nữ. Ý cái chữ an lành này nghĩa là sao? Là dưới mái nhà có người phụ nữ thì sẽ là yên ổn, đúng không? Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp một chữ khác, đó là chữ che. Chữ này người ta gọi là chữ che. Che, âm Hán Việt của nó là chữ gia, là ngôi nhà. Thì ở trên bạn vẫn có bộ diện, vẫn có bộ miên. Ở dưới bạn có bộ diện, bộ thỉ. Thỉ tức là đuôi của khóm, còn lợn. Trên người ở, dưới lợn ở thì bạn sẽ ra được chữ chia, tức là cái nhà. Ủa chai chia nhá, tôi đang ở nhà đây này, đúng không? Sau khi các bạn viết xong chữ chia thì chúng ta sẽ đi tiếp sang một chữ khác có liên quan đến bộ miên, đó là chữ cung. Thì chữ cung, cung thì là nhà ở của vua, nó vẫn có cái mái nhà. Ai ở là Lữ Bố ở. Cái này bạn đọc là chữ cung nhé. Cung này là cung vua đấy. Đó, chữ cung. Thì ở trên vẫn có bộ miên. Và dưới bạn có bộ gì? Hai khẩu. Thì tạo ra chữ lữ. Hay là chữ lã. Bạn đã biết từ lã bố hoặc là lữ bố đấy. Thế thì có thể chúng ta vẫn quen cái từ này. Cổ trước. Bán văn này. Miên này. Đấy, cái này người ta có từ gì? Cụ cung. Cụ cung có nghĩa là cố cung, là nơi vừa ở. Trước bộ cổ sau chữ bộ bán văn. Bạn biết cụ cung là gì? Là nơi vua của Trung Quốc ngày xưa ở. Nơi mà có 999 cái phòng, đúng không? Rồi mỗi buổi tối vua sẽ ngồi trên một chiếc xe dê. Đấy, xong rồi vua sẽ đi. Con dê nó cứ đi vào đâu thì là vua sẽ vào đó, đúng không? Có đến hàng trăm các bà cung tần mỹ nữ. Thì đấy là cái phương pháp bốc thăm để chọn xem bà nào sẽ được vua ngự tối đức ngày hôm đó. Thế nhưng mà cái tình hình là trong cái cu cung đấy, trong cái cố cung đấy nó rất là đông bà như vậy. Mà con dê thì nó cứ đi lung tung. Nên có những bà là từ khi vào cung cho đến khi mà chuyện ra khỏi cung chưa được vua ngự một cái nào. Thì các bà rất là thông minh, các bà mới đi ra ngoài thành. Bà nghe đi ra ngoài thành kiếm một cái loại quả thơm mà con dê nó thích. Thế mang về các bà mới để trước cửa. Thế tối con dê cứ hiu hụt vào, thế là vua vào, thế là các bà sướng, đúng không? Thế thức thức qua cái cách này về sau, hồi đấy chắc là chưa có Facebook mà các bà sử dụng phương pháp truyền mồm, thì các bà khác cũng biết. Thế là bà nào cũng để cái quả thơm như thế, thì con tốc độ di chuyển của con dê rất là kinh khủng. Một tối bình thường vua chỉ làm có 3 đến 4 cái, thế lần này vua làm 40 cái luôn. Vua rất là vất vả mà. Thôi chết rồi, tại sao mà tình hình lại vất vả như thế này? Thì vua thấy cái năng suất nó trở nên là quá kinh khủng và vua cũng cảm thấy là mệt mỏi. Thì vua mới phán truyền cho cái người mà chuyên làm áo bà vào cho vua. Thì mới đề nghị là từ giờ là các khanh là không có làm quần bào nữa, chỉ làm áo bà thôi. Tại vì buổi tối ta chỉ đến nơi, ta tốc cái áo bào lên, ta làm việc xong là ta lượn luôn đấy, thì đỡ mất công đấy. Thì đây là nơi nói về cái cu cung, là cái cố cung của vua Trung Quốc ngày xưa. Thì thực ra khi mà mình đến cái cố cung này mình thấy nó cũng bé nhỏ thôi, chắc cái ngôi nhà nó chỉ có mấy chục mét vuông thôi, mà đệm thì đệm bông chứ không được đệm kim đan như nhà mình, đúng không? Mà bên cạnh thì nó có mấy cái lu, mà đằng sau có một cái vườn thượng viện thì cũng rất là xấu. Mọi người đều nói là nếu mà muốn xem cái vườn đẹp thì phải đến vườn của Hòa Đại Nhân, chứ vườn của vua thì tầm thường lắm. Này, đây là mình nói sơ qua một chút cho các bạn biết về cái cúc cung, là cố cung. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Bởi vì thực ra nó là nơi vua ở, thế nên trước nó vẫn có bộ diện.
bộ miên là cái mái nhà phía trên. Ở dưới thì nó có rất nhiều cái mồm đúng không? Các bà cứ bàn nhau để xem là làm nào để được vua yêu chiều đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ đi sang một cái từ khác, mình sẽ dẫn các bạn cũng liên quan đến cái từ có bộ miên đó. Cái bộ đầu tiên là có bộ miên này, rồi ở dưới là có bộ bộ mọc, thì cái này bạn đọc là bảo nhé, bảo miên tôi không nói là tôi nói bộ mọc thôi. Mọc tức là đồ quý. Thế thì ở trong nhà mà có viên ngọc thì đó là bảo bối, bảo bối. Thế thì cái chữ bối thì bạn biết thế nào, nó như thế nào? Ta gọi là bối, bảo bối là bảo bây. Cái này bối này là tiền bạc nhé. Cái tiền ngày xưa là vỏ sò thì nó dùng cái bộ bối đó. Ví dụ như khi mà mình muốn nói chuyện với cả người yêu của mình, những người cái anh ấy mình rất yêu thương hoặc cái cô ấy mình rất yêu thương, mình gọi người ta là gì? Bảo bây, bảo bây, của tập bảo bây, tục tưng của em, tục tưng của em, đó, kiểu kiểu nói như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái chữ nữa, nó cũng có liên quan đến cái bộ miên này, đó là từ su sợ. Đầu tiên ta làm như thế nào? Ta vẫn viết bộ miên bình thường. Ở dưới cái mái nhà có 100 ông ở, cái này gọi là su miên này, đó, miên là cái mái nhà này. Rồi sau đó bộ gì ạ? Bộ nhân, nhân đứng này, nhân đứng nhá. Đấy. Sau đó bên cạnh là bộ diện bộ bách, tức là một 100. Dưới mái nhà mà có 100 bông ngập thì đó là cái ký túc, túc xá. Thế còn chữ sượng là này, nhân này, thiên này, khẩu này, các em đọc là sượng đúng không? Thì nhân này là gì? Nhân là con người. Đấy. Sau đó cái tiếp theo cái bộ này, này thì bạn có là bộ thiên nhé. Ở dưới nữa là bộ gì? Bộ khẩu. Nếu mà bạn tách ra thì bạn hợp nó lại trên thiên dưới khẩu thì tạo ra chữ bộ gì? Bộ thiệt. Thiệt là cái lưỡi của tiếng Trung, nó đọc là gì? Sứa. Đó. Thế thì có 1.000 cái mồm con người ở nơi đó thì chính là gì? Là chính là ký túc xá đúng không? Su sợ. Ồ, chủ trại su sợ sư sư lầu. Tôi sống ở tòa nhà số 14 của ký túc xá đúng không? Vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn các cái chữ mà có liên quan bộ miên. Bộ miên thì chúng ta đều biết nó là cái mái nhà hoặc là đậy cái gì, đậy nắp lại đúng không? Lợp, lợp nhà, lợp mái chẳng hạn, đúng không? Nếu nó là động từ. Và bây giờ chúng ta sang một cái vấn đề kế tiếp, đó là chúng ta sẽ đọc một cái câu mà có chữ mà có liên quan đến bộ miên. Cái câu ngày hôm nay mình muốn chỉ cho các bạn đó là nữ nhân là gia lý tuyệt hảo của phong thủy. Nữ nhân sự gia lý, gia đình tuyệt hảo của tuyệt hảo của phong thủy. Nữ nhân tức là gì? Phụ nữ. Nữ mai chấm hết đầu nhá. Rấn là nhân, sự là gia lì là gì? Gia đình, trong gia đình. Gia lì tuyệt hảo tờ tờ phong thủy. Nữ nhân tức là người phụ nữ, sự gia lý tuyệt hảo de phong thủy. Người ta cứ nói phong thủy, tức là ngôi nhà có phong thủy tốt, tức là không khí nó rất là trong lành, rồi là làm mọi người làm ăn thuận lợi đúng không? Nhưng mà người ta không nghĩ rằng chính người phụ nữ mới chính là phong thủy tốt nhất của ngôi nhà. Tức là gì? Trong nhà có người phụ nữ quán xuyến yêu thương chồng con thì sẽ giúp cho chồng con làm ăn phát triển đúng không? Con cái học hành tần tới. Thì người phụ nữ mới chính là cái thứ quý giá nhất, quan trọng nhất ở trong ngôi nhà đấy. Ngôi nhà đấy dù đặt ở một địa thế tốt, có dòng sông tốt, có ngọn núi đằng sau, nhưng mà trong gia đình mà người phụ nữ hư hỏng, quậy phá, cờ bạc, hút chích thì gia đình đó không thể có phong thủy tốt được, không thể phát triển được, đúng không? Đấy, câu này là một câu rất thú vị. Chúng ta cần phân tích nữ thì là bộ nữ đúng không ạ? Rấn là nhân, sự thì ở trên có bộ gì? Ở trên bạn có bộ nhật và dưới có bộ gì ạ? Bộ thất.
gọi là bộ sơ ấy, làm đơn vị đo lường của Trung Quốc. Cha lì ở trên bụng miên ở dưới bộ gì nhỉ? Ở dưới bạn có bộ thỉ, thỉ là đuôi con lợn. Lì từ trên điền dưới thổ, chuệ ở trên bộ nhật, ở dưới bộ có bộ gì? Bộ nhĩ. Nhĩ bên cạnh nó có bộ hưu. Hảo là nữ tử, bạch thượng. Thượng là cái gì? Thượng chính là cái thìa thuốc, đúng không? Phong là phong là gió, sợi là thủy, một dòng nước chảy hai bờ hai bên đấy, đúng không? Và câu thú vị này mà chúng ta vừa học được đó là nữ nhân sư gia lý trời hảo tờ phong sợi. Nữ nhân, người phụ nữ, sư là gia lý trong gia đình, trời hảo tốt nhất, phong sợi, phong thủy. Người phụ nữ là phong thủy tốt nhất cho gia đình, chứ không phải là đặt vị trí tốt, dòng nước chảy tốt hay là đằng sau có núi, đúng không? Đó, đấy, người phụ nữ nó rất quan trọng đến như thế. Nên ok, bạn giỏi, bạn tài, nhưng mà nếu người phụ nữ của bạn không ra gì, bạn chọn nhầm người phụ nữ, bạn không chọn được người phụ nữ tốt, thì cuộc đời của bạn cũng coi như là tàn hoang. Đó, cái câu này mình rất là thấm thía, và mình cũng muốn là các bạn trước khi đưa ra một cái quyết định để có thể yêu một ai hoặc cưới một ai thì phải rất cẩn thận để chọn lựa, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta vừa mới học xong bộ miên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các cái bộ khác trong series về 214 bộ thủ này. Nếu mà các bạn muốn học một cách bài bản đầy đủ, đủ 1.500 chữ thì các bạn có thể là tham gia cái lớp học tiếng Trung online của tiengtrung.vn tổ chức ở trên Facebook, và các bạn có thể mua cái chương trình học tiếng Trung online đấy, nó đủ 1.500 chữ và bọn mình dạy từ hết tháng 1 cho đến tháng 4. Cái chương trình đó là 500.000 đồng, và bạn có thể nhận được cái sự chữa bài này, sửa lỗi sai một cách trực tiếp từ bản thân mình. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công.